bên nhau cũng vài năm rồi, chẳng chờ chi nữa cưới thôi. Ba mẹ em thường hay hỏi ta yêu nhau giờ sao rồi, nào mình có đưa nhau cũng trông nồi. Giữa vạn người gặp được đâu dễ anh ơi, cuộc đời dài đến mấy nên thôi ta cứ bên nhau. Cuối năm này về nhà cùng với em đi, chờ đây ông bà ngóng rồi lại qua hết xuân thì. Nắm tay nhau mình cùng dẫn lối nhau đi, chẳng quan trọng dù là thích cá hay mì. Bữa cơm dù đang bận ta vẫn bên nhau, dù đôi lúc có lắm cay và u sầu, nhưng ta vẫn bên nhau rồi ngày mai sau có những đứa con hạnh phúc dần tràn. Cơm nay để em lo, trên bát để anh cho. Màu còn xanh quý tử nội ngoại hai bên có đứa mà bồng, kẻ sau này nhiều gió và sương, miễn về nhà còn có người thương. Niềm vui lớn cho một tình yêu nhỏ, bây giờ nắm tay nhau ta đi lên phố. Bởi ông bà xưa đã dạy nếu lỡ có cưới là cưới liền tay. Để lâu ngày thằng khác nó hốt thì mày ngồi ra đó vừa khóc vừa cay. Đây nên là mình cưới thôi em, chân chơi gì còn đắng rồi đó. Cả thanh xuân mình đã dành cho nhau, bây giờ hậu đám cưới hợp lý rồi đó. Chuẩn luôn anh, khá thế nhờ. Ta thương nhau đã lâu rồi, bên nhau cũng vài năm rồi, chẳng chờ chi nữa cưới. Hãy hỏi ta yêu nhau giờ sao rồi, nào mình có đưa nhau cũng trong nồi. Giữa vạn người gặp được đâu dễ anh ơi, cuộc đời dài đến mấy nên thôi ta cứ bên nhau. Cuối năm này về nhà cùng với em đi, chờ đây ông bà ngóng rồi lại qua hết xuân thì. Nắm tay nhau mình cùng dẫn lối nhau đi, chẳng quan trọng dù là thích cá hay mì. Bữa cơm dù đang bận ta vẫn bên nhau, dù đôi lúc có lắm cay và u sầu, nhưng ta vẫn bên nhau rồi ngày mai sau có những đứa con hạnh phúc dần tràn. Cơm nay để em lo, trên bát để anh cho, yên tâm chồng nhé, anh sẽ không một mình đâu. Mình cưới thôi anh biết cuộc sống còn quá nhiều thứ khiến cho mình lo âu, nhưng yên tâm đi vì chẳng có gì lớn hơn tình cảm mình cho nhau. Em ơi đồng ý cho anh được phép khoác lên người em đồ cô dâu, còn anh chú rể vui ngày hạnh phúc 60 năm cuộc đời có bao lâu. Em ơi quá lâu.
Hôm nay chúng mình gặp nhau, tình làng nghĩa xóm họ hàng ta hết ly. Là vui ta vẫn lễ trầu cao, đeo nhẫn cưới cùng nhau, ta kết duyên bền lâu. Là vui đôi ta cưới đầu xuân, không những có bìa thư thêm cái bao lì xì, nhưng mà vợ chồng mình vui hơn, chung tình một lòng giá sắt son. Rồi đây sớm hôm chung một nhà, em thương cha mẹ già, bạn bè cùng đàn con. Còn anh một nắng hai sương anh chống chèo, còn lưng anh chéo chồng. Em ơi thế nhân đành rành, nửa kia đàn bà, còn nửa đây là đàn ông. Chương trình diễn tập quá, cái chương trình diễn tập ngày hôm nay ngày 4 tháng 11 năm 2022 ở nhà trai 39 trình lễ nhập gia, đại diện chính lễ lại đại sao trai cho nên già hàng gái vui lòng tập đâu mình cưới mình thề bên nhau. Em mời dâu mời bệ dâu, một lòng dung đắp trọn đời ta có nhau. Đầu xuân không những có bìa thư thêm cái bao lì xì, nhưng mà vợ chồng mình vui hơn, chung tình một lòng giá sắt son. Rồi đây sớm hôm chung một nhà, em thương cha mẹ già, bạn bè cùng đàn con. Còn anh một nắng hai sương anh chống chèo, còn lưng anh chéo chồng. Em ơi thế nhân đành rành, nửa kia đàn thì cái giữa cái lễ là đại đám pha hôm nay, thì hôm nay thì đại diện bên hội nhà trai thì con chủ hôn và người dòng hôm nay thì ông chủ lễ, tôi và ông chủ hôn xin đây là ông ấy ông đại ôi, xin lỗi nha ông đại diện chủ lễ bên hội nhà trai và xin ông đại diện bên chủ lễ bên hội nhà gái thì uống ly rượu. Thì hôm nay có cái gì từ xã xa xôi đến đây thì cái lễ lộc thì tùy địa phương hay khác nhau, thì có gì sơ sót thì xin quý ông bà cô bác, quý dân tộc hai họ cũng thông cảm cho giúp đỡ cái buổi lễ hôm nay được trọn vẹn. Xin bên nhà trai thì xin cảm ơn. Thì hôm nay bên nhà trai qua thì trình lễ một lần có hai khai hộp và có hai đôi đèn và có hai đôi, một đôi đèn lớn và đôi đèn nhỏ, và chính lễ gồm có một mâm lộc, và chính lễ gồm có 6 mâm rượu trà bánh trước cúng bàn thờ gia tiên sau hai họ dùng uống nước. Xin bên nhà gái vui lòng chấp thuận. Miếng trầu miếng cau ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay, kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khan thiết, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau. Đình đám duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương. Đình đám duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau ngày xưa ngày xưa. Thưa vị dân tộc, thì bên họ nhà dạ, hôm nay nhà trai qua chính lễ á, thì hôm nay bên nhà trai á thì giúp cho bên nhà gái, thì giữa đám đại đám pha hôm nay là năm chuyện, và cho cô dâu á là một đôi bông, một sọt
và 20 chỉ vàng bốn số nga cả năm mới cô mới cả năm bây giờ nhà chào trai qua thông qua cái lễ mà triệu tập ở trên đó thì ở đây xin nhận cái lễ chào bạn như như ngày hôm nay anh đã ở đây bước bên cạnh em, cầm tay em giữa lời hát vang mừng ta hạnh phúc, lòng vui lắm em biết không em. Hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu, còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc bé à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc bé à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chủ nhân tộc. Hôm nay có lễ cho qua và cho nhân không? Là cái lễ trên đèn để cho hai cháu ở đây bằng hoàng kim. Thì hôm nay cho ta ngày hạnh phúc, cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cô có tay lắm.
đổi lên cái đèn mới xong là lại bằng lại bằng thờ gia tiên xong thì hôm nay cái phần cháu thì lại phần ông bà cô bác hiện tiền bên họ nhà gái thì xin trân trọng kính mời bên nhà gái là giới thiệu để cho cháu bên họ nhà trên cháu rể bên họ nhà trai kính lễ xin trân trọng kính mời và kính mời đại diện cho bên nhà gái giới thiệu bên có người có bụng có bụng ra chú rể bước bước góp bụng đi đưa đưa vào ngoại đưa 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 góc qua Mỹ không dạ giật cái quả mình giùm chị thấy quá mà ngoài xịn á nó đẹp luôn rồi cảm ơn con con bước đầu sáng đó là gì rồi tiếp theo thì là bà gì bà gì là cháu cường dạ bà gì là cháu cường thầy hu là thầy giáo thầy hu ở Cần Thơ dạ cũng gần quý luôn dạ 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 chi dưỡng luôn rồi con xá con xá con chúc mừng hai con là bà con bên bên xuôi đây rồi và tiếp theo nữa là ông cậu Phong là ở Đồng Tháp đến từ Đồng Tháp chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc đạt nữa cho nên làm nhất ảnh để thành đấy ông cho tình đây lại đây nó phải đi nữa nó giới thiệu là Dượng Út Dượng Út gì đó ông Dượng Út ông Dượng Út đến từ Long Tiền Cần Thơ ơi Dượng chúc thầy Téo trăm năm hạnh phúc nhớ nhìn nhớ làm đại diện nha mốt là láng giềng ha mốt rồi ra tao mày cũng nhớ điện thoại cho mấy ông ở xa xa về chứ chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc rồi ông cậu đứng sát vô giùm cho chụp bơi hình kia rồi nhìn mấy cháu luôn nè cậu ơi đúng rồi cứ giao tiên lên đúng rồi hoa cứ giao đâu làm lên đây ừ con thành tiết rồi con thành tiết được ở đâu hôm nay nhờ gả chồng cũng nhờ ơn cha mẹ thì cháu xá cha hai xá cha xá mẹ hai xá rồi lên ơn đáp nghĩa xong thành thành dưỡng dục bấy lâu hôm nay chừng vợ và chồng cũng nhờ ơn cha mẹ rồi mời anh chị đứng về cho em chụp hình kia cái mặt rất nhiều thì thôi ơi, hai cháu xá chung ông bà cô bác còn nhắn mặt thêm hai cháu nữa thì kính thưa quý bà cô bác kính thưa diện tộc thì hôm nay bên họ nhà trai thì nó kính lễ là ông bà cô bác nhận tiền xong thì tới là phần mà cô dâu và chú rể là kính lễ bên họ nhà gái ê nhà trai xin lỗi nha nhà trai thì hôm nay thì nhưng bà cô bác thì vào trong bàn đây thì ông bà cô bác thì bên họ nhà trai có quà gì tặng cho cháu làm kỷ niệm thì trân trọng kính mời và kính mời thì hôm nay thì mình vô mình tự giới thiệu anh luôn mời mày con đưa vợ con đi đưa vợ con bớt đưa rượu này cho uống nguyên hết nha trăm phần trăm nha Vừa hôm nay ta cũng hòa tặng hai cháu thì chúc làm sao cho hai xu gia và những và hai cháu trăm năm thì chúc tất cả bà con cô bác hai họ dồi dào sức khỏe vạn sự như ý thì hôm nay cho bà con cũng hòa tặng cho hai cháu ở ngoài xin trân trọng kính mời bên họ nhà trai cái tặng quà bước vô bên trong để tặng quà cho cháu cũng hòa tặng cho cháu để sống lắm món dữ lắm cậu ba đi vô vậy cho nó nhanh
đứng giờ thì chưa đứng giờ đi là xong rồi mình ra con lên rồi có dao bén tóc nhìn máy bây giờ rồi nhìn máy mình là bây giờ sắp hoa xíu xíu nha rồi tươi nha hai ba ok hết ly luôn đi ha uống hết ly luôn nha mừng cho con cháu trăm năm hạnh phúc hạnh phúc uống hết ly quá rồi tay luôn rồi tay cầm cầm lấy dư luôn trời ơi cầm sáng giờ nó chưa có vô kìa vô chụp hình đó vô chụp hình đó còn ngủ không chắc con ngủ vừa luôn thôi mời ngủ mình ngủ biết chưa uống rồi chú Út đứng vô giùm con rồi mấy con luôn chú Út rồi cô dâu nhìn đây nè rồi tươi nha hai ba hai ba rồi rồi cô chú đứng vô luôn chú ơi đây mười ba chúc cho con hai đứa con trăm năm hạnh phúc cái này phần của mười ba và cái này là phần của Út Bình rồi nhớ góp đồ ngủ cho mười ba uống hai ly đó nghe con thì đầy nghe con tổng hai người rồi mười ba chịu chơi quá càng cùng đi đi rồi mười ba uống vô nè mười ba rồi mời đứng sát cho mời nhìn con nè rồi nhìn mấy con nè rồi nhìn đây cô dâu chú ơi rồi hai ba vậy thôi sao dạ uống hai ly rượu ngon quá bắt xui rồi bác đứng vô luôn nhìn mấy con luôn cũng là uống hai ly luôn nghe bác xui uống đi tự nhiên đi rồi xong rồi nhìn con nghe rồi xong rồi nhìn đây con nè rồi rồi nhìn mấy con tươi lên hai ba rồi hai con trăm năm hạnh phúc nữa lớn lên cũng biết ai nghe chị bảy chúng hai con trăm năm hạnh phúc rồi chị bảy đứng vô lên rồi chị bảy chụp hình chung mình mượn chỗ làm xui với Long Mỹ rồi giờ lại đang mượn chỗ làm xui đây thứ bảy nè, đây thứ tám, đây thứ chín, đây thứ mười, sẵn luôn, mười sẵn luôn. Rồi, nếu nhìn mấy con này vậy, mấy con nha, mấy con chụp cái cho đây. Rồi, nhìn đây có dao nữa. Ai, tươi dơ, kỳ lê, chăm thêm được cái này đây. Rồi gì ơi gì, xong như gì nhìn ngon nha. Rồi nhìn mấy em nè. Cô dâu nhìn đây em, cô dâu. Bỏ cái quạt lên. Cô dâu ơi, cô dâu. Cô dâu nhìn mấy mình nè. Rồi, hai, rồi. Chú ở trong kinh chú Mỹ. Chú Mỹ? Chú Mỹ. Chú Mỹ. À, thị trắng đi vô bên Long Chị, Long Bình cái này. Rồi chú nhìn mấy con luôn, chú đứng nhìn rồi. Để đưa lấy cái cầm rồi, cầm Mỹ. Rồi nhìn mấy con luôn, nhìn em luôn một người. Cô dâu nghiêng đầu rồi. Đúng rồi. Ngoài nhà này. Một bên quân đội. Đúng không? Sao ở nhà nhắn thường nhìn mấy em luôn nè hai ba hai ba rồi tôi cũng ra ôm mỗi người có một số mạng thôi không phải số mạng mà cái phấn đấu chưa tới không phải luôn tại vì mình cái ngành nghề nó vậy thôi không ăn ở bên hành chính đúng rồi mỗi người khác á xong chị ơi chị không thấy gì thấy rồi à phó trưởng đứng dậy uống rượu rồi phải dậy xuống rồi cha mẹ đứng lên đi về trưởng phó mạnh lên lại nhưng mà đó ông trung trưởng cha một rồi vẫn đều tay nha đều tay nha gia đình đều tay xuống nhìn là mấy con này mừng của chú ơi từ nghe 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 bánh mà
con dâu chú rể hay thấy rồi chưa được chưa à ông bị rồi xong rồi là dừng ra đây giùm con luôn này gia đình ơi gia đình rồi dừng ra đây giùm con và chú rể cầm cái tay vô chỗ tay mời rượu bá đúng rồi rồi nhìn không là ăn không vô à quý bà cô bác kính thưa vị dân tộc hôm nay thì ở mấy hôm nay chú rể và con dâu ngồi lâu thôi bác thì hôm nay hồi xưa ngủ đốc rồi bác ở chở mâm chầu hôm nay được nữa con bà cô bác hôm nay để chứng kiến làm sao con gái cháu được trăm năm hạnh phúc hôm nay chở mâm chầu bữa nay hay là ba bữa chở cái đôi dưới do nơi mấy bạn cô bác quyết định còn gì ăn hết đi không dở luôn đi không dở luôn xa sâu thì hôm nay thì chúng ta bạn bên họ nhà trai được cá chân cô trên thành cảm ơn tất cả mọi người nhà gái thì hôm nay thì cái lễ đại đăng khoa hôm nay về bên nhà gái thì hôm nay bên nhà gái có cho lời về bên họ nhà trai thì cho xin chứng kiến kính thưa bà con hai họ thì hôm nay ngày lần thứ tốt của hai bên tiến hành làm cắm đăng khoa cho hai cháu thì trong quá trình làm nãy giờ thì rất thành công tốt đẹp vậy thì về lúc nữa thì sau cùng thì cảm ơn bên đàn trai đàn trai đường xá xa xôi hai ngày nay để tới đây để làm cái lễ như vậy thì rất chân thành cảm ơn và cảm ơn chủ lễ luôn rồi thì quý vị ra mình cũng nước trên nhà hàng luôn đi nhà hàng luôn rồi nghĩa là mình sẽ di chuyển tới nhà hàng luôn tôi xin có ý kiến thì kính thưa quý bà con bác kính thưa vị dân tộc thì hôm nay thì đường xá xa xôi thì tôi có xin phép thì thường thường là đám đại đăng hoa thì ba bữa thì thăm bái thì đường xá xa xôi quá xin phép cho miệng cái lễ thăm bái này do bên nhà trai bị đường xá xa xôi quá ba bữa chế thăm bái cái đám đó thì hôm nay kính thưa quý bà con bác kính thưa vị dân tộc thì hôm nay thì bên nhà gái thì xin phép là chế cái phần thẳng bái bên họ nhà trai ba ngày họ phẫu chế thẳng bái thì kính thưa quý bà cô bác cái dân tộc từ chế hái xa xôi đến đây thì cũng nhờ sự địa phương và ông bà cô bác bên họ nhà gái nhà trai thì cũng thương tình nhiệt tình là giúp đỡ buổi lễ đón rước nồng hậu nhiệt tình giúp đỡ buổi lễ hôm nay được tròn vẹn hôm nay tôi thay mặt bên họ nhà trai xin cầu chúc tất cả quý bà cô bác là hai họ dồi dào sức khỏe là chúc cho hai xuôi gia bền vững và hai cháu trăm năm thì hôm nay là cái phần mà xin cái lễ đại hôm nay là bên nhà trai xin hết thì hôm nay thì hai cháu là xây bằng thờ gia tiên hai cháu khá bốn khá biết bái gì bái hai cháu kêu ngay qua ngày bằng giữa hai cháu cá hai cháu nhất bái nhị bái rồi hai cháu trả tự do cho hai cháu giống là vô cắt được không cái cha này người ta cho con không cắt được không biết khách mình mời ra bao năm bên nhau không mong cao sang chỉ mong ngày kết duyên cao trầu mong cho mai sau ta luôn bên nhau nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu từng ngày em ngóng trông trông ngóng đến ngày em về làm dâu má anh đừng buồn đừng rầu đừng lo có em đây mà em hiền ba em không khó anh có chi lo em sẽ theo anh về làm dâu miền Tây quên hết âu lo ta sống vui mỗi ngày em sẽ theo anh về làm dâu miền Tây mà em
thiệt tình lắm. Thương thì nói là thương, là em nói nghe nè, em thương anh lắm đó Minh ơi. Cưới hồng chốt nha, yêu đương cho lắm rồi cũng chia tay à, gặp đã là duyên thôi mình sẽ cái phận, bên nhau tuổi trẻ đến già không hối hận. Anh yêu em ba chữ dễ ẹt, ai nói mà không được như anh nè. Lấy anh hôn chầu cao anh đưa tới dạm hỏi em về rồi chọn ngày lành, xe hoa váy cưới dọn dẹp cửa nhà đón mừng cô dâu mới nào là rượu hồng. Này là nhẫn cưới gói gọn tình mình chân thành tuổi đôi mươi, cầm tấm thiệp hồng xe duyên kết lối, tên chúng mình có cả ngày thành đôi. Tổng cưới hoa vàng ngập tràn cho ngày cưới, chỉ chờ anh rước nàng từ Sài Thành về nhà rồi. Rộn ràng ngày thành hôn của đôi ta, cô chú bác gì sao ngày hôm nay có thêm cháu dâu luôn nha. Chần chờ làm gì chồng ơi, tới luôn anh cứ chơi hết mình, xinh quá thì có em lò. Đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trên sông dưới vui mừng, ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui qua chừng. Về là về bên anh, bên băng anh qua cánh đồng xanh, đồng xanh chấm chứa tình em trọn một đời dành cho anh mãi. Em sẽ theo anh về, về làm dấu miền Tây, quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dấu miền Tây, mà em khoái anh rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết nhường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe này em thương anh lắm lo mình ơi. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, mà em khoái anh rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết nhường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe nè em thương anh lắm đó mình ơi. Xinh đẹp như một bông hoa hướng dương, hương thơm
còn vương nhẹ nhàng nơi đây. Anh như người say theo em mỗi bước qua, anh như một gã ngu ngơ khờ dại. Em như nàng thơ mà ai ai cũng mơ, không gian lặng im chỉ còn hơi thở. Cho anh được cầm tay để dìu em bước lên con đường hạnh phúc đôi ta đợi chờ. Cười lên đi cô gái, là em chưa ai ngại chỉ lo chi nữa, đã có anh đây rồi. Nhìn em màu áo trắng đẹp như một anh trăng, đối với anh là cô dâu đẹp nhất. Cười lên đi cô gái, từ đây mỗi sớm mai nụ hôn anh êm ái sẽ đánh thức em dậy. Cười lên đi cô gái, để cho anh thấy vui, anh hứa trọn đời ở bên anh. Mắt đêm nay anh sẽ ghi nhớ mãi giây phút này. Ánh mắt ấy lung linh ly rượu mừng ngày hạnh phúc. Cười lên đi cô gái, là em chưa ai ngại chỉ lo chi nữa, đã có anh đây rồi. Nhìn em màu áo trắng đẹp như một anh trăng, đôi vai anh là cô dâu đẹp nhất. Cười lên đi cô gái, từ đây mỗi sớm mai nụ hôn anh êm ái sẽ đánh thức em dậy. Cười lên đi cô gái, để cho anh thấy vui, anh hứa trọn đời ở bên anh nhé. Xưa nhiều lắm, cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hàng mong. Ở bên em bao muôn phiền lo lắng trong anh tan biến hết, chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lấy đi lòng vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống mới đầy ấp tiếng cười rộn vang, cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về, cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa. Trong đời anh dẫu vui buồn gian khó hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi theo từng ngày, hãy làm vợ anh yêu anh đến hết cuộc đời. Muôn phiền lo lắng trong anh tan biến hết, chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lấy đinh hôn của anh thật lòng, vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh
trưởng, vương bà cùng toàn thể quý vị quan khách đến tham dự buổi lễ hồi quy để chúc mừng cho cô dâu Yến Phương và chúc rể Duy Đăng. Xin được lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và nồng nhiệt nhé. Cánh cửa hôn trường đã được mở ra để đón chào một tình yêu mới, một tình yêu mà bao lâu nay Yến Phương và Duy Đăng đã xây đắp bên nhau một nhịp cầu, bên nhau họ hẹn mãi ngàn sau, hẹn mãi trăm năm đến bạc đầu. Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể quý vị quan khách được biết, hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2022, là một ngày mà hai bên gia đình đã chọn để tổ chức buổi lễ hôn quy để chúc mừng cho cô dâu Yến Phương và chúc rể Duy Đăng được trăm năm hạnh phúc. Kính thưa toàn thể quý vị, trong niềm vui và niềm hạnh phúc của gia đình, và đặc biệt hơn nữa là ngày hạnh phúc của cô dâu và chú rể, quý vị đã đến để cùng chúc vui và chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong ngày hạnh phúc. Và giờ đây, xin được mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng mắt về phía cổng hoa để cùng chờ đón và chúc mừng cho cô dâu Yến Phương và chú rể Duy Đăng. Để chào đón và chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Và cùng toàn thể quý vị quan khách đến diện trên trung tâm lễ đài hôm nay là cô dâu và chú rể rất là đẹp đôi trong ngày lễ vô quy. Và giờ đây xin được mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng mắt về phía cổng hoa để cùng chào đón và chúc mừng cho tứ thân phụ mẫu của cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý bà của toàn thể quý vị quan khách hiện diện cho ngày lễ cô dâu hôm nay, hòa chung với niềm vui của hai bên gia đình và đặc biệt là cô dâu và chú rể rất là đẹp đôi trong ngày lễ vu quy. Cô dâu trong bộ trang phục sơ đê rất là xinh xắn và chúc rể trong bộ vest rất là lịch lãm. Kính thưa toàn thể quý vị, trong niềm vui và niềm hạnh phúc của hai gia đình, đặc biệt là niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Và giờ đây tôi cũng xin được thay lời cùng hai bên gia đình xin được cảm ơn quý ông bà cùng toàn thể quý vị quan khách đã bớt chút thời gian vàng ngạc về tại nhà 298 để cùng chúc vui và chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Yến Phương và chú rể Duy Đăng. Một lần nữa xin được thay lời gia đình xin được cảm ơn toàn thể quý vị. Và giờ đây hai bên gia đình cùng cô dâu chúc rể xin được chào đến toàn thể quý vị quan khách. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, hòa chung niềm vui của hai bên gia đình và biệt hơn nữa là niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Và ra đây cũng xin được cảm ơn đến toàn thể quý vị đã đến được cùng chúc vui và chúc mừng cho ngày lễ vu quy. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả toàn thể quý vị quan khách đã đến để cùng chúc vui. Và ra đây xin được mời cô dâu chú rể cùng tiến đến chiếc bánh cưới trong ngày hạnh phúc. Xin mời cô dâu chú rể. Đây là những chiếc bánh cưới mà cô dâu chú rể sẽ được cắt ra, nói lên tình yêu ngọt ngào như hương vị sô cô la từ những chiếc bánh. Xin cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều. Và giờ đây xin mời cô dâu chú rể cùng tiến đến thắp ly để cùng rót lên những ly rượu sân bay trong ngày cốt. Đã đánh tiếp cho đến ngày hôm nay. Dù này sự của đôi ta, mẹ cha đã định em về với anh. Thế rồi áo tím áo xanh, giờ đây em đã có anh làm chồng. Cùng dẫn những ly rượu trong ngày hạnh phúc lên cho cha mẹ. Chúng ta chỉ dạy dư lê cho cha mẹ, xin cha mẹ vui nhận chồng chúng con.
chúng ta cùng rót những ly bia, những ly nước ngọt thật đầy tràn để cùng chúc mừng cho hai bên gia đình, và đặc biệt chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Và giờ đây xin được mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến. 3, 2, 1 xin chúc mừng. Vâng, một tràng pháo tay để chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Xin mời hai gia đình chúng ta cùng tiến lên phía trước cùng đi để kết thành thông gia. Xin mời hai gia đình. Vâng, một lần nữa xin được chúc cho tình con gia giữa hai gia đình mỗi ngày càng càng kết hơi. Một lần nữa xin được chúc mừng. Cùng tiến xuống ra những bàn tay để được nhận những lời chúc mừng từ phía đương bà cùng toàn thể quý vị quan khách. Xin cảm ơn hai gia đình rất nhiều. Xin mời hai gia đình cô dâu giúp thể hát tại sân khấu ít phút. Xin mời hai gia đình. Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể quý vị quan khách hiện diện trong ngày lễ vui vui hôm nay, hòa chung niềm vui của hai gia đình, đặc biệt là niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Nhà 298 của chúng tôi rất hân hoan được chào đón là đôi vui vui hôm nay, và đặc biệt là chúc cho cô dâu Lý Tư và chú rể Duy Đăng được trăm năm hạnh phúc, và những lời chúc mừng từ phía quý vị đã đem niềm vui và niềm hạnh phúc đến cho hai bên gia đình, và đặc biệt là niềm hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và giờ đây cũng xin được mời một vị đại diện cho nhà hàng 298 cũng có một món quà để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Xin được mời bên nhà hàng 298. Cố bắt đêm làm cả hai gia quân vui về bên ta. Rộn ràng cho đôi khi đêm giữa mùa mà tình. Xin cảm ơn giám đốc nhà hàng đã có một món quà để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Một lần nữa xin được chúc cho cô dâu và chú rể được mãi mãi hạnh phúc. Một lần nữa xin được chúc mừng. Và giờ đây xin mời cô dâu chú rể cùng tiến xuống những mặt tiền để được nhận lời chúc mừng từ phía tương bào cùng bạn bè quý vị mặt khách. Oh,
dung chân trời, đạp mây xanh năm nay xuống chơi. Anh năm nay ơi buồn thay em tự nhiên thắng thời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Cũng như cho qua năm sau đấu cưới liền tay đến ngày mùng hai có ai đi đây mình em mở đầu anh mang cầu cao quan đứng chơi luôn. Mai đi ta sang giàu quá xa to tôi có đau muốn. Thắng đi muốn sẽ màu nồng yêu thương lắm hơn mong. Khi con chẳng chơi đi nữa ngày mình mơ.